Xin chào các bạn đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu có mẫu xe đạp đua XDS RC600, dòng xe đạp khung nhôm, sử dụng full bộ chuyển động Shimano Suza, bánh 700C. Tông màu là màu xanh đen, rất là đẹp. Thiết kế khung hộp, khí động học. Đây nó có phần cản gió này. Để khi các bác di chuyển trên đường, các bộ nó tốt hơn này. Dây thì đã được chạy toàn bộ âm sườn và cái cách thiết kế của khung xe thì rất là thời thượng đầy mới, mài hết những cái mối hàn. Chiếc xe rất là đẹp, đã được mài mối hàn cực kỳ là luột là rất là đẹp. Thương hiệu XDS rất là quen thuộc với các bác chơi xe rồi. Thương hiệu chung cho ra đời những chiếc xe đạp cấu hình cao giá rẻ. Xe thì tông màu các thứ còn rất là mới các bác nhé, hầu như là không có vết xước nhỏ đáng kể trên khung. Sử dụng full bộ chuyển động Shimano Suza với 9 tầng líp và 2 tầng đĩa, trong xe có 18 bộ khác nhau, hạt đĩa trước, đĩa sau, líp 9 tầng, 2 tầng đĩa, đùi trục rỗng, đùi nguyên zin theo xe, trục rỗng. Máy cối lổ bi vòng, bánh 700C, bánh cao bản khoảng 2 phân. Trên ghi đông thì cũng được trang bị ở đây là bộ ghi đông dẹp này. Cũng cản gió này, cũng cắt gió để cho các bác di chuyển được tốc độ tốt hơn này. Và nguyên zin nhé, nguyên zin Janta này là hãng phụ tùng sản xuất riêng cho dòng XDS. Tay quấn nguyên zin này. Và tay lắc chuyển số là Shimano Suza. Đời cũng khá là mới, đời Suza này cũng đời khá mới này. Vành máy ưa của Fastjack, Fast A. Một phụ tùng của Mỹ các bác nhé, bộ vành Mayer của Mỹ. Mayer trước sau rất là đẹp. Bây giờ sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Đó, thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe mà em đưa lên thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Xe đo từ tâm trục đạp đến khóa yên là 50 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt cũng là 50 cm. Thì xe cho các bác đi từ khoảng 1m65-66 đến 75-76 đi phù hợp. Bộ chuyển động Suza 9 lít 2 đĩa. Thì chiếc xe này được bán với em mức giá chỉ có là 9.800.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác cần đăng ký kênh ở góc phải màn hình, cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác và đã đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.